Xin chào tất cả em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài ôn tập cuối năm chương trình đại số lớp 7 nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 5 này. Bài tập số 5 cho cái hàm số y bằng trừ 2x cộng với 1/3. Các cái điểm sau có thuộc hàm số hay không? Như vậy, nếu như mà các em thay giá trị của x, y vào cái đồ thị của hàm số mà cái được một biểu thức đúng thì cái điểm đấy nó thuộc. Còn nếu mà các em thay vào mà chúng ta được biểu thức không đúng thì nó sẽ không thuộc, đúng không ạ? Như vậy, thay các em thay x bằng 0, y bằng 1/3. Vào phương trình của hàm số. Vào phương trình hàm số, nếu như mà chúng ta được biểu thức đúng thì nó thuộc nhá. Như vậy thì ta có 1/3 này trừ 2 nhân với 0 cộng 1/3. Trừ 2 nhân 0 thì bằng 0. Như vậy 1/3 bằng 1/3. Như vậy cái biểu thức này là một biểu thức đúng, đúng không ạ? Cái này đúng. Như vậy thì chứng tỏ là cái điểm A có tọa độ là 0 1/3. Vậy A có tọa độ 0 1/3 thuộc đồ thị của hàm số. Tương tự, em thay cho cô điểm B. Thay x bằng 1/2, y bằng trừ 2. Thay x bằng 1/2, y bằng trừ 2. Vào cái phương trình hàm số. Thì ở đâu có x, kem thay bằng 1/2, y bằng trừ 2 vào. Vậy chúng ta có trừ 2 bằng trừ 2 nhân 1/2 cộng 1/3. Như thế thì chúng ta có là trừ 2 này bằng này, trừ 2 nhân 1/2 bằng trừ 1. Trừ 1 cộng với 1/3 thì bằng trừ 2/3. Thay vào chúng ta lại được trừ 2 bằng trừ 2/3. Như vậy cái này là vô lý, đúng không ạ? Trừ 2 không thể bằng trừ 2/3 được. Như vậy thì khi mà thay vào nó không đúng thì chứng tỏ cái điểm B này không thuộc đồ thị hàm số. Vậy điểm B có tọa độ là 1/2 trừ 2. Nó không thuộc đồ thị hàm số. Không thuộc đồ thị của hàm số. Như vậy là ta đã vừa xét được hai cái điểm là điểm A và điểm B. Tiếp theo, tương tự chúng ta sẽ xem điểm C có thuộc đồ thị hàm số không. Bạn nào cần hãy dừng video của cô ở đây một chút nhé. Ta sang bài 5 nhị C. Tọa độ của điểm C như sau. Các em thay x bằng 1/6, y bằng 0. Thay x bằng 1/6, y bằng 0 vào đồ thị hàm số. Như vậy, ở đâu có x, các em thay bằng 1/6 vào. Đâu có y, các em thay bằng 0 vào. 0 bằng trừ 2 nhân 1/6 cộng 1/3. Như vậy, 0 lại bằng trừ 2 nhân 1/6 bằng trừ 1/3. Trừ 1/3 cộng với 1/3 thì rõ ràng bằng 0. Như vậy, đây là một cái biểu thức đúng. Thay vào mà được một biểu thức đúng thì chứng tỏ cái điểm C có tọa độ 1/6 không.
Vậy điểm C có tọa độ là 1/6 không thuộc đồ thị của hàm số. Như vậy là chúng ta có hai điểm thuộc đồ thị hàm số, đó là điểm A và điểm C. Và cái điểm không thuộc đồ thị hàm số ở đây chính là điểm B. Vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 5. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 6. Bạn nào cần hãy dừng video giảng của cô đây một chút nhé. Ta có bài tập số 6 như sau. Biết rằng đồ thị của hàm số y bằng ax đi qua điểm trừ 2, trừ 3, hãy tìm A. Vậy, bài số 6 này. Vì cái điểm M có tọa độ trừ 2, trừ 3 thuộc cái đồ thị hàm số y bằng ax, nên các em thay x bằng trừ 2, y bằng trừ 3 vào phương trình đồ thị hàm số thì ta có ở đâu có x các em thay bằng trừ 2 vào, đâu có y các em thay bằng trừ 3. Như vậy trừ 3 sẽ bằng A nhân với trừ 2. Từ đây các em sẽ suy ra A sẽ bằng trừ 3 chia cho trừ 2, tức là y bằng 3/2, A bằng 3/2. Như vậy với A bằng 2, với A bằng 3/2 thì cái đồ thị của hàm số y bằng ax sẽ đi qua điểm M có tọa độ trừ 2, trừ 3. Như thế là chúng ta đã rất là nhanh hoàn thành xong được bài tập số 6. Bài tập số 6 là một trong số những cái bài dễ để các em gỡ điểm. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 7. Bạn nào cần có thể dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé. Ta có bài tập số 7 như sau. Biểu đồ dưới đây cho biết tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học tiểu học ở một số vùng của nước ta. Đồng bằng sông Cửu Long từ 6 đến 10 tuổi học tiểu học là 87,81%, Tây Nguyên 92,29%, Bắc Trung Bộ 96,97%, Đông Bắc 90,38% và đồng bằng sông Hồng là 98,76%. Câu A, các em hãy cho biết tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long đi học tiểu học bằng bao nhiêu. Như vậy câu A này thì các em nhìn thấy nhá, tỷ lệ phần trăm trẻ từ 6 đến 10 tuổi vùng Tây Nguyên đi học tiểu học sẽ là 92,29%. Tỷ lệ phần trăm trẻ từ 6 đến 10 tuổi của vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học tiểu học, đồng bằng sông Cửu Long là 87,81%. Đúng ạ? Vậy chúng ta sẽ có câu A. Bài 7 đấy. Bài 7A. Tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học của vùng Tây Nguyên này thì các em sẽ đối chiếu này, vùng Tây Nguyên 92,29%.
là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thì em nhìn vào đây, đây là đồng bằng sông Cửu Long 87,81%. Tiếp theo chúng ta sẽ sang nhìn B. Vùng nào có tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất và thấp nhất? Như vậy cao nhất này là 98,76%, đó là vùng đồng bằng sông Hồng. Còn thấp nhất chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long 87,81. Sang câu B. Cô để sang bên này chút cho dễ biết. Vùng có tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất. Cao nhất chính là đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng đạt 98,76%. Còn vùng mà đi học tiểu học thấp nhất có tỷ lệ đi học tiểu học thấp nhất chính là đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ trong khoảng từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học là 87,81%. Đấy, bài này cũng rất là dễ. Như thế chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 7. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 8. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô đấy một chút nhé. Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa ruộng để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa ruộng tính theo tạ trên 1 hecta. Kết quả thu được như bảng sau. Vậy dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu ở đây chính là sản lượng cái vụ mùa, sản lượng của mỗi thửa ruộng, đúng không ạ? Đây này, sản lượng của từng thửa ruộng. Đây chính là dấu hiệu. Và sau đó chúng ta sẽ phải lập cái bảng tần số. Bài 8 ý A. Dấu hiệu. Ở đây chính là sản lượng của từng thửa ruộng. Sản lượng của từng thửa ruộng. Chúng ta có cái bảng tần số như sau.
Các em sẽ lập theo bảng hàng ngang nhé. Hàng ngang phía trên là chúng ta ghi cái năng suất tính theo tạ trên hecta. Và hàng ngang thứ hai là chúng ta có cái cột tần số. Năng suất này, đơn vị ở đây là tạ trên 1 hecta này. Và hàng ngang thứ hai đó là hàng ngang tần số. Tần số là cái số lần xuất hiện cái năng suất. Ở đây sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sẽ có 8 cái loại năng suất. Thấp nhất là 31 rồi đến 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, đúng không ạ? Như vậy năng suất là 31 tạ này. Rồi đến 31 đầu tiên là 31 tạ. Tần số là cái số lần xuất hiện. Tức là số thửa ruộng mà đạt cái năng suất này. Thứ hai, năng suất 31 tạ thì có 10 thửa này. Năng suất 34 tạ trên 1 hecta thì có 20 thửa. Năng suất 35 tạ đây có 30 thửa này. 36 tạ có 15 thửa. 38 tạ thì có 10 thửa. 40 cũng có 10 thửa. 42 có 5 tựa và 44 tạ thì có 20 thửa. Tổng số thửa ruộng n ở đây thì em sẽ lấy 10 cộng 20 cộng 30 cộng 15 cộng với 10 20 cộng 25. Tổng ở đây số thửa ruộng là bằng 120 thửa. N bằng 120. Ta vừa lập xong được cái bảng tần số. Tiếp theo, biểu diễn bằng biểu thị bằng cái biểu đồ dạng bản thẳng. Như vậy các em sẽ biểu diễn là chúng ta sẽ tìm biểu diễn bằng đoạn thẳng, đúng không ạ? Câu B. Biểu đồ.
Các em biểu diễn cho cô cái cột nằm ngang này chính là cột giá trị nhá. Còn cái cột này là cột tần số. Đây là cột giá trị. Đây là cái cột tần số. Vậy giá trị năng suất của chúng ta từ 31 cho đến 44 này. Không. Cô có đây là 31 này. Tư này, 35 này, đây là 36 này, 38 này, 40 này, 42 này, 44 này. Tiếp theo là trên này là cột tần số. Tần số thì ở đây là 30 đúng không ạ? Cao nhất là 30. Như vậy đây là 10 này. 20 này. 30 này. Có 15 này. 5 này. Như vậy năng suất 31 thì có tần số bằng 10. Tần số bằng 10 ở đây là có 31 này, 38, 40. Như vậy chúng ta được cái này này. Đều có tần số là 10. Tiếp theo, tần số 20 thì có 34 này. 34 và 44 có tần số là 20. Tần số 10 rồi, tần số 20 rồi. Tần số 30, 35 và tần số là 30. Rồi này, 34 rồi, 35 rồi, 36 có tần số 15. Như vậy là chúng ta đã vừa biểu diễn xong được cái biểu đồ thể hiện cho cái năng suất lao động và cái tần số đúng không ạ? Sang ý C. Tìm mốt của dấu hiệu. Mốt là gì?
Mod là cái giá trị mà có tần số lớn nhất. Như vậy, cái tần số nào là tần số lớn nhất? Tần số lớn nhất ở đây là 30 này. Đúng không ạ? Như vậy, mod ở đây sẽ bằng 35. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Câu C. Mod là tần số ứng với giá trị lớn nhất. Tần số lớn là cái giá trị ứng với tần số lớn nhất. Tần số lớn nhất là 30. Như vậy, ứng với giá trị 35. Như vậy, chúng ta sẽ có là mod của dấu hiệu. Chính là 35. Tiếp theo, tìm số trung bình cộng của dấu hiệu. Như vậy, muốn tìm số trung bình cộng thì các em sẽ lấy cột giá trị này nhân với tần số này, các em chia cho tổng tần số. Đúng không ạ? Như vậy, số trung bình cộng của các giá trị, số trung bình cộng của dấu hiệu tìm số trung bình cộng x ngang thì các em sẽ lấy tích của năng suất cái phần giá trị này nhân với tần số, tức là 31 kem nhân với 10 cộng với 34 nhân 20 cộng tiếp với 35 nhân 30 cộng tiếp với 36 nhân 15 cộng tiếp 38 nhân 10 cộng 40 nhân 10 cộng tiếp 42 nhân 5 cộng 44 nhân với 20 đây là cộng 44 nhân 20, cô viết lại cho rõ nhé. Cộng 44 nhân 20 4 nhân với 20. Tất cả chia tổng của tần số, tức là chia 120. Ta tính ra đây. Như vậy các em lấy này, 31 nhân 10 bằng 310 này, cộng với 34 nhân 20 này, cộng với 35 nhân 30 này, cộng tiếp với 36 nhân 15 này, cộng tiếp với 38 nhân 10 380 này, cộng với 400 này, cộng với 42 nhân 5 này, cộng 44 nhân 20 này, bằng 4450. X ngang ở đây sẽ bằng 4450. Các em chia cho 120. Vậy giá trị trung bình là bằng 37,08. Tấn trên 1 hecta, tạ trên 1 hecta chứ, tạ trên 1 hecta. Như vậy giá trị trung bình sẽ là 37,08 tạ trên 1 hecta. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 8. Tiếp theo cô và các em sẽ đi thêm bài tập số 9 nữa nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô đây một chút nhé. Bài tập số 9. Tính giá trị của biểu thức 2,7C bình phương trừ đi 3,5C lần lượt tại C bằng 0,7, C bằng 2/3 và C bằng 1/6. Như vậy, bài 9, ý thứ nhất là tại C bằng 0,7. C bằng 0,7 thì ở đâu có C, các em thay bằng 0,7 vào. Ta có 2,7 này, nhân với 0,7 bình phương, trừ đi 3,5 nhân 0,7. Thì 2,7 này, nhân 0,7 bình, thì sẽ bằng 1,323. Như vậy
nó sẽ bằng 1,323. Các em trừ đi 3,5 nhân 0,7, tức là trừ đi 2,45. Các em lấy 1,323 trừ đi 2,45, kết quả ta sẽ bằng âm 1,127. Âm 1,127. Vậy với C bằng 0,7 thì giá trị của biểu thức sẽ bằng, với C bằng 0,7 thì giá trị của biểu thức chính là âm 1,127. Vậy là ta đã vừa tính được tại giá trị C bằng 0,7. Tiếp theo với giá trị C bằng 2/3. Với C bằng 2/3 thì ở đâu có C các em thay hàng 3 phải 2/3 vào? Thì ta có này, 2,7 nhân với C bình phương, tức là 2/3 tất cả bình, trừ đi 3,5 nhân với C. Đây sẽ bằng 2,7 nhân với 4/9 này, trừ đi 3,5 nhân 2/3. Các em lấy 2,7 các em nhân 4 bằng 10,8. 10,8/9 trừ đi 3,5 nhân 2, tức là trừ đi 7/9. Hai phân số đã cùng mẫu rồi, cho em lấy từ trừ từ, tức là nó sẽ bằng 10,8 trừ đi 7 bằng 3,8. 3,8/9 xin lỗi các em, đây là phần 3. Phần 3 và phần 9 nhé, cô xin lỗi nhé. Đây mẫu là 3 mà. Đến đây các em quy đồng mẫu đi. Quy đồng mẫu toàn bộ cái phân số này các em nhân với 3 để đưa về mẫu bằng 9 này. Như vậy chúng ta sẽ có 10,8/9, các em trừ đi 7 × 3, 21/9. Như vậy các em lấy 10,8 các em trừ đi 21 thì bằng âm 10,2. Âm 10,2/9. Âm 10,2/9. Như vậy với C bằng 2/3. Vậy với C bằng 2/3 thì giá trị của biểu thức chính là bao nhiêu? Là âm 10,2/9. Tiếp theo, tại giá trị C bằng 1/6. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô đây một chút nhé. Này, tại cái giá trị của C bằng 1/6. 1/6 ở đây là hỗn số, các em đưa về phân số thì nó chính bằng 7/6. Thì ta có, ở đâu có C các em thay bằng 7/6 vào? 2,7 nhân với C phần bình phương, tức là 7,6 bình, trừ đi 3,5 nhân 7/6. Như vậy sẽ bằng 2,7 nhân với 49/36, trừ đi 3,5 các em nhân 7 đi, 24,5/6. Như thế đây, các em lấy 2,7 các em nhân với 49 thì bằng 132,3. 132,3.
phần 36 trừ đi 24,5 phần 6. Để đưa về mẫu là 36, toàn bộ phân số này các em nhân cả tử và mẫu với 6. Nhân cả tử và mẫu với 6 thì ta có là 132,3 phần 36 trừ đi 24,5 các em nhân 6 thì bằng 147. Các em lấy tử trừ tử. Như vậy sẽ được âm 14,7. Âm 14,7. Giữ nguyên mẫu là 36. Vậy với C bằng 1/6 thì giá trị của biểu thức sẽ là âm 14,7 phần 36. Như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa đi tiếp được một số các cái bài tập ở trong sách giáo khoa phần ôn tập cuối năm chương trình đại số lớp 7. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.